Hello mọi người. Thì trước khi vào cái đợt cá ngày hôm nay thì em có một chút chia sẻ với mọi người nha. Đầu tiên đó là về mini game. Thì bây giờ em có thay đổi một chút. Đó, có nghĩa là em sẽ không quay số ngẫu nhiên nữa. Và có nghĩa là em sẽ tìm một cái số may mắn có hai chữ số, ví dụ như là theo kết quả xổ số đi. Đó, tại vì bây giờ xổ số cũng mở lại rồi. Tại vì bây giờ em quay cái đó trực tiếp ở trên cái kênh YouTube đấy mọi người. Thì YouTube nó tính là cái gì các bạn có biết không? Đó chính là tổ chức cờ bạc đó. Em mới bị mấy cái nguyên tắc cộng đồng, bây giờ em còn đang khiếu nại đấy mọi người. Nghĩa là mình họ tưởng là mình tổ chức đánh bạc nhưng mà người ta không có biết là mình đang làm những cái kiểu như mini game để tặng cá cho mọi người, người ta không có biết đâu. Đó. Thì em sẽ không quay như thế nữa, mà ví dụ như em lên cá ngày 24 đúng không? Thì em lấy cái kết quả xổ số của ngày hôm đó. Ví dụ như là hôm đó là thứ tư chẳng hạn thì là Cần Thơ, có nghĩa là lấy theo cái các tỉnh của miền Tây mình ấy nha mọi người. Đó, mình đang ở miền Tây mà. Còn ví dụ như là ở ngoài miền Đông thì mình không biết nha, mình sẽ lấy theo các tỉnh miền Tây. Đó, từ thứ hai đến chủ nhật. Đó. Thì mình lên thứ tư thì mình lấy kết quả của ngày thứ tư thôi. Đó, Cần Thơ, thứ năm là An Giang, thứ sáu thì là Kiên Giang, thứ bảy là cái gì cha? Thứ bảy thì là Long An. Đó. Chủ nhật thì là Tiền Giang hay gì đó mình không nhớ lắm nha, tại mình cũng không rành lắm. Đó thì mình sẽ lấy theo cái kết quả xổ số. Thì các bạn sẽ bình luận là gì? Bây giờ bình luận nó cũng thay đổi nha các bạn. Mình không thể bình luận giống nhau như ngày xưa được nữa đâu các bạn ơi. Đó, bây giờ YouTube quét rất là dữ. Đó, đầu tiên thì các bạn có thể có những cái câu bình luận gì là ví dụ như là tôi thích cái dòng cá này, cá này, cá này chẳng hạn. Ví dụ như hôm nay mình lên cái cá này thì các bạn có thể nêu là ví dụ như hôm nay có cá ma ha chai, cá ma bồ, cá rét phân si chẳng hạn. Các bạn viết ra một vài câu gì đó. Sau đó thì các bạn mới bình luận mà các bạn ghi là số may mắn hai chữ số là bao nhiêu đấy, thì hai số cuối của cái giải đặc biệt thôi nha các bạn. Nó giải đặc biệt đi, hai số cuối. Thì các bạn ghi hai số bao nhiêu, nó xong gạch ngang một cái là bốn số cuối của số điện thoại. Đó, các bạn giúp mình như thế đi. Đó, ví dụ như muốn tặng cá cho các bạn nhưng bây giờ rất là khó đó. Thì mình cũng ngồi mình nghĩ ra nhiều cách lắm. Đó thì bây giờ các bạn có thể viết một vài cái câu gì đó liên quan đến hôm nay cá ma ha chai như thế này, màu xanh như là gì đó. Một cái câu mà các bạn có thể suy nghĩ ra. Đó, thì cái đấy thì các bạn suy nghĩ mình nghĩ cũng rất là dễ mà. Hoặc là các bạn có thể chia sẻ một vài cái gì đó liên quan đến những con cá. Sau đó thì các bạn ghi thêm là hai số cuối của giải đặc biệt. Đó. Cứ cái số ngẫu nhiên thôi các bạn, không không biết là cái đài nào tại mình chưa biết là mình sẽ lên cá vào ngày nào ấy. Rồi thêm một cái là bốn số cuối của số điện thoại. Đó, bây giờ chúng ta thay đổi một chút nha các bạn. Đó, chứ không thì không chơi mini game được nữa luôn ấy. Đó, tại vì YouTube bây giờ khó lắm. Bây giờ ngồi quay số ngẫu nhiên ấy, tưởng tổ chức casino với các bạn ơi. Khổ thế. Rồi, thì đây là một vài cái thay đổi nhỏ nhỏ thì mình xin phép thông báo với các bạn nhé. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ một chút về cái dòng cá hoang dã nha mọi người. Đây là cái clip của một anh khách có mua cá của mình, mua về cái dòng cá đó là ma ha chai. Đó. Thì mình có các bạn để ý thì cái chiếc cá này khi mua về thì lúc nó còn nhát thì nó sẽ rất là xấu. Đó, đây các bạn thấy cái chú cá nằm mé ngoài cùng đây. Thì mình có hướng dẫn anh ý là sẽ để cái con cá này gần cái ánh sáng tự nhiên. Đó. Đây, và mình có hướng dẫn anh ấy luôn là cái cách để mà xử lý nước đó trước khi để mà nuôi cá. Đó là thay vì cái nước máy đó các bạn có thể chạy oxy. Đó, sau xuôi thì bắt đầu mình mới dùng nước này để thay cho con cá một vài lần. Đó, sau khi thay nước thì các bạn thấy là con cá nó sẽ hết nhát đó và nó sẽ trở lại như là những cái video mà mình có gửi cho các bạn xem. Đó. Đây là cái con cá mình có bán cho một cái anh ở Sóc Trăng hay Bạc Liêu đó các bạn. Đó. Đây. Các bạn thấy thì cái lúc mà nó nhát thì nó rất là xấu, nó cảm giác như là mọi người sẽ bị hụt hẫng. Đó, thì chơi cái con cá hoang dã thì nó nói chung là nó sẽ mất thời gian một chút nha các bạn, mình mất thời gian để cho nó thuần con cá. Ở đây thì mình có hướng dẫn là anh ấy nên cho kè với một cái con cá đồng. Đó, cái con cá kia là lia thia đồng. Đó. Đây cũng là một chú cá ma ha chai nhưng mà con này thì mình có bán cho một cái anh ở ngoài Bắc. Đó, các bạn thấy thì trước khi về là cũng khá là nhát đây. Đó, và sau khi mà cũng nói chung thì anh này anh cũng đi làm cả ngày các bạn, rồi tối về mới bật đèn lên. Đó thì con cá lúc đầu nó cũng khá là nhát. Thì khi các bạn bật đèn lên như vậy thì chúng ta cũng cần mất vài tiếng đồng hồ để cho con cá nó quen. Đó. Nghe nó đang ở trong bóng tối ấy, thì khi gặp một cái ánh sáng ấy các bạn nó sẽ nhát. Cái bản tính hoang dã của nó còn cũng khá là nhiều.
Rồi tiếp theo thì hôm nay mình sẽ quay giới thiệu tiếp với các bạn, đó là những cái dòng cá Mahachai. Đó, đây là những chiếc cá Mahachai của nhà mình. Thì quay cái dòng cá này nó cũng khá là mất thời gian nha các bạn. Đó. Thì các bạn thấy một cái video mình quay như thế này thôi, nhưng mà nó mất chiếm khoảng từ vài tiếng đồng hồ, rất là lâu. Tại vì ngồi phải đợi những con cá này nó kè lên. Tại vì mình đang nuôi trong cái môi trường nước lá bàng, sau đó thì mình sẽ vớt ra những cái keo nước trong như thế này đó, và cũng để một con kè và một cái con nó đá bóng đó. Đây là cá Mahachai màu xanh green. Thì chiếc cá này sau quá trình mình vớt ra vớt rô thì nó có bị xước nhẹ cái vây lưng đó, nhưng cái vết xước này thì nó sẽ rất là nhanh lành, chỉ ngày mai thôi là nó sẽ lành lại đó. Thì hôm nay mình giới thiệu, anh chị nào có thích thì cứ liên hệ với mình để mua những cái dòng cá như thế này. Đó, ngoài dòng cá Mahachai thì bên mình còn đang có những cái dòng cá như Island. Đó. Đấy thì các bạn thấy để chơi có hang dã thì ngồi đợi cá nó kè thì cũng rất là lâu. Đó, bình thường nếu mà trong cái môi trường nước lá bàng của nó thì cũng khá là nhanh. Thì hôm nay mình giới thiệu để cho các bạn quay những cái chiếc cá này cho các bạn xem. Mình có thể các bạn chưa mua, đó, các bạn còn băn khoăn điều gì đó. Đó thì các bạn cứ tham khảo thêm. Đó, nhưng mà tuy nhiên thì mình sẽ quay những cái hình ảnh đẹp nhất của tự nhiên cho các bạn xem nha. Đó, cái vẻ đẹp của tự nhiên thì các bạn thấy là phải rất là kiên nhẫn mới quay được những cái video như thế này. Quay như cá, quay như là clip mình bán cá beta thôi các bạn. Đó. Vác hai con ra cái keo sâu, sau đó thì ngồi đợi nó kè. Nói chung là đợi một con thì cũng khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ luôn đấy các bạn. Tại vì nó ra cái nước mới thì nó phải mất thời gian nó quen cái nước mới đã. Đó. Thì con cá kè thì nó cũng ok các bạn, nhưng mà hai chiếc đũa của nó thì không biết cắn trong bầy hay gì mà nó đứt mất hai cái đầu chóp. Đó, tiếp theo đây các bạn. Đây. Đấy các bạn thấy trước khi ra nước mới thì nó sẽ như thế này. Đó. Đó đó, rồi từ từ thì em nó mới lại kè lên. Đây là cái dòng Mahachai hết nha các bạn. Thì Mahachai thì ở đây thì các bạn để ý thấy, các bạn quan sát thấy đó là ví dụ như cái con cá mà mình đang để nó ở phía ngoài đây. Đó, những cái con cá mà đang nhát ấy, thì các bạn thấy là hai cái nắp mang. Đó, nắp mang nó sẽ có hai cái sọc. Đó. Đó, còn cái chiếc cá Mahachai phía trong thì các bạn thấy thì là nó cái nắp mang nó thành một bệt. Đó. Thì với những cái con mà nắp mang một bệt thì cái bộ vảy của nó khá là dày và khá là đẹp. Đấy, nó kè xong nó lại nhát, kè xong nó lại nhát. Nó cũng hơi chán đời các bạn. Nhưng cái này kè thì nó khá là đầm. Đó. Cái này thì mình thấy là nó ít nhoi. Cũng không hiểu lắm nhưng mà mình thấy nó không kè nhoi nhoi như mấy con beta. Rất chậm rãi. Mà thì các bạn có thể kiên nhẫn để mình xem được những cái khoảnh khắc của những cái chú cá này nó kè lên. Bản thân như mình ngồi quay clip thì mình cũng khá là kiên nhẫn vì mới quay được những clip này. Những cái khúc khoảnh khắc như thế này nó không có kè thì mình cũng cảm thấy hơi bị chán nha các bạn. Rồi mà các bạn cùng thưởng thức những cái khoảnh khắc đẹp nhất của những cái chú cá Mahachai. Đó, đây là cái vẻ đẹp của tự nhiên. Đây là những chú cá mình có tuyển chọn về cái bộ form, đó, cái độ cong rồi nó giống như các bạn chơi cá beta thì nó sẽ là đầu cong cong, kiểu như là đầu gù đó, form gấu này các bạn nhỉ. Vậy thì nếu anh chị nào mà có thích những cái dòng cá này thì có thể inbox cho em nha. Đó, ở đây thì em có quay những cái clip mà sẽ không có để giá, đó, để cho mọi người nhìn hết được cái con cá nó không có vướng víu gì cả.
Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cá Betna nha mọi người. Thì hôm nay sẽ là cái mini game đầu tiên mà em sẽ lấy theo cái kết quả xổ số nha. Thì hôm nay là em lên ngày thứ hai đó, thì em sẽ lấy theo cái kết quả xổ số hai số cuối của giải đặc biệt đó, của ngày hôm nay là thứ hai là tỉnh Đồng Tháp nha mọi người. Đó thì chút xíu em sẽ tổng kết ở cuối video này đó, và em chỉ công bố mà cái bạn mà trúng giải thôi đó, còn cái kết quả đó như thế nào thì mọi người có thể tự lên Google mọi người search nhá. Đó tại vì em sẽ không có quay mấy cái đó nữa ở trên này, và em chỉ có ở trên này thì em chỉ có công bố là cái bạn nào trúng giải thôi đó, thì mọi người thông cảm giúp nhá. Đó thì hôm nay em có lên sang đây là Red Fancy đó, thì cá mái thì mọi người muốn mua thì mọi người có thể inbox cho em đó. Bây giờ thì cũng không quay được một cặp chống mái đó, ở trên này mà quay cặp chống mái nếu mà cá nó có cắn lộn đó mọi người thì cũng không được đó, chính vì thế bây giờ nó rất là nhiều cái khó khăn. Thì sắp tới thì em có thể chuyển sang một số cái ứng dụng khác để có thể bán cá nó, ví dụ như là có thể là trên nói chung là nhiều lắm mọi người, nó TikTok đó, một số cái mạng xã hội khác đấy mọi người, TikTok này rồi Instagram hay cái gì nữa nhỉ. Instagram thì ở Việt Nam mình ít xài đó, nhưng mà Instagram thì họ người nước ngoài họ xài rất là nhiều. Nó thì hôm nay thì có lên Red Bình Dân nó 100-150k đó. Thì hôm trước thì em có nói, tại hôm trước thì em quay không quay được đó, hôm nay thì em sẽ lên nhá. Tất nhiên thì cũng có thêm một vài cái chiếc cá mà nó tốt hơn đó, còn lại thì là đa số sẽ là 100-150k. S4 này là Red Fancy đó, bộ form thì cũng tương đối nha mọi người, lưng cao đó, cái hậu rất là sắc đó. Đi thi thì mọi người thấy là một số thì cũng chúng ta đi thi thì chúng ta hay có một cái tuyệt chiêu đó, người ta nếu mà cái hậu nó bị tưa đâu các bạn thì người ta cũng có thể là tỉa lại cái hậu đó, nhưng mà phải nghệ nhân cơ, mấy người nào khéo khéo tay mới được các bạn nhỉ. Chứ các bạn mà không biết các bạn tỉa mà nó lại giống như là đang đẹp mà nó tỉa thành xấu thì nó hơi bị fail. Có nhiều bạn tỉa hậu thì lại cắt đứt cả cái gì nhỉ, đứt cả đuôi rồi đứt cả khăn quàng đó. Nên là đi thi có nhiều cái vui lắm, lúc nào các bạn đi thi thì các bạn sẽ biết nhỉ. Rồi đây là S5, đây là một chú Red Fancy, bé này thì còn vảy, vảy bé này lột giống như kiểu là Samurai. Đó, Samurai là cái con cá mà các bạn thấy thì cái bộ vảy nó sẽ hạn chế ở phần lưng và phần đầu. Đó, những cái con mà nó lột hở như vậy thì nó gần như kiểu là Samurai. Nhưng đây là Red Fancy nha các bạn. Đó, con này cũng lột kiểu Samurai này, có nghĩa là nó còn cái hàng vảy ở phía trên, trên lưng ấy các bạn nha. Cũng có Red Samurai nhá, có nghĩa là các bạn làm những cái bầy mà Red Fancy đó, thì trong bầy nó cũng có những cái con nó ra như kiểu là Red Samurai đó, hoặc là các bạn làm Red Cooper cũng vậy. Nó S6 đây là một cái chú cá Red Fancy, phía sau là một cái con cá phía sau kè đó các bạn, thì đó là cái con mà Red Cooper đó, nhưng mà nó là Red thịt. Thì cái con Red Cooper mà cá kè đó các bạn, là hôm trước mình cũng có quay cho các bạn xem một cái video mà mình ép đó. Hôm trước thì mình có ép là 3 bầy đó, hai con Red xì da xanh và một cái con Red thịt đó. Thì hôm trước mình có nói là tại sao mình lại giữ lại cái con mà Red Cooper đó để mình ép đó, thì mình có lấy lại cái bộ form khá là đẹp của cái con Red Cooper đó các bạn nha. Mình có thể là sắp tới mình sẽ hướng đến một cái tiêu chí như thế này các bạn, có nghĩa là những cái con cá nhà mình ý, có thể mình sẽ hướng mình sẽ dùng một con cá trống thôi đó. Đó, ví dụ như là Red Cooper hay là Red Fancy thì mình sẽ hướng nó theo một cái bộ form một, có nghĩa là mình sẽ dùng một cái con cá trống và sau đó thì mình đổ cho những cái cá mái hết, cá mái của các cái dòng khác, ví dụ như là Red Fancy rồi Yellow Fancy rồi gì đó vân vân. Nó thì ví dụ như các bạn có thể nhìn thoáng qua thôi đó, thì các bạn có thể nhận thấy đây là cái bộ form đó, của cái cá nhà mình đó. Thì đó là cái mục đích mà mình có thể hướng tới, nhưng mà nó sẽ rất là mất thời gian. Rồi S9 đây là một cái con cam Cooper đó, con này là non metallic Cooper. Thì các bạn biết thì đợt trước mình, cái đợt trước dịch thì mình lên rất là nhiều đó, nhưng mà trong cái đợt dịch đó mình cho ăn cám thái đó các bạn, rồi mình thay nước không có kịp thì cái cá của mình nó bị túm đuôi rất là nhiều đó, và mình phải đổ đi.
Tại vì cái bộ form, cái bộ đuôi của con cá khi mà nó đã túm lại các bạn, nó không có xòe căng ra được như thế này nữa. Đó, chính vì thế là Cooper đợt này mình còn rất là ít. À, vừa rồi là có một cái con cam Cooper nha, nó dạng nó là non metallic. Cái này là S10, là Red Fancy. Đó, đây là những cái chiếc cá mà 100k. Đó thì các bạn nào cần cá mái thì có thể hú cho mình. À, Red Cooper thì mình còn, à cái gì nhỉ, Fancy Cooper mình còn có được có một vài con thôi các bạn nhé. Còn giống như là còn cá lại để ép ấy. Đó, mình không còn nhiều cá để bán nên là các bạn thông cảm. Nghe đặt rồi túm rồi đổ đi nhiều quá. À, thay nước không kịp đi các bạn, cho ăn thì thay nước không kịp để đâm ra nó túm hết đuôi. Không phải bị nấm nha, đó, nó bị túm đuôi rồi mình phải đổ đi. Đó, tại vì cái đó mà dưỡng lại thì cái đuôi nó cũng không xòe căng ra được nên là thôi thì đổ đi các bạn ơi. Tại vì các bạn về nhiều khi các bạn chơi bán con cá mà nhìn thấy nó vậy là cũng chán luôn. Đó. Cá mà các bạn biết thì không muốn bán thì các bạn biết rồi. Rồi S11 cũng là Red Fancy. Đó, hôm nay thì còn một hai đợt cá mình sẽ lên Red Fancy rồi sau đó mình sẽ chuyển sang những cái dòng cá khác. Đó, mình cũng đợi đợi cái kênh H2O của mình đang khiếu nại một số cái nguyên tắc cộng đồng ấy các bạn nha. Hôm trước thì ép cái cặp cá màu đỏ đó thì người ta kêu là nội dung bạo lực đẫm máu. Đó, có nghĩa là hai con cá màu đỏ thì người ta cứ mặc định nó là máu. Đó, rất là khó khăn. Mình cũng không hiểu sao nữa, mình cũng đang giải thích với người ta. Nên là đợt này ở bên đó mình chưa có đăng video được. Đó, nên mình đã chuyển sang kênh Hồng Trần Meta. Và bên này thì mình cũng có nói là mình sẽ lên những cái chiếc cá mà nó giá nó bình dân hơn. Đó. Thì H2O thì có thể mình đợt sau mình sẽ lên Red đẹp và Ma Bồ đẹp. Đó. Ma Bồ đẹp nha các bạn. Ma Bồ Blue Rim, nó hàng form nhức nách. Hàng mà có thể là full viền thì mình sẽ bán ở bên đó. Tất nhiên thì làm cá thì các bạn biết rồi, nó sẽ có con này con kia chứ không phải con nào nó cũng đẹp hết. Ví dụ như con nào nó cũng đẹp hết, con nào mình cũng bán được 500 700 nó thì mình cũng khá là nhanh giàu đó các bạn. Tại vì một bầy cá mà mình ép, ví dụ như có những bầy rất là đông, 5 700 con, đó nhưng mà tuyển ra được những cái con cá mà xuất sắc để mà bán giá cao thì nó không có nhiều. Đó, có con thì nó lột đẹp nhưng mà có thể nó lại chưa, cái form nó chưa đẹp. Có con viền đẹp thì nó lại form chưa đẹp, có con thì form đẹp nhưng lại viền lại chưa đẹp, đó, vân vân, rất là nhiều thứ. Rồi S4 và những cái con cá phía sau này nó sẽ là dòng Ma Bồ. Đó, hôm nay thì mình có lên thêm. Đây là Ma Bồ Blue Rim, nó S14 100k. À, những cái đoạn video trước thì mình có quay ngoài trời, đó, còn bây giờ thì trời mưa thì mình lại phải chuyển vô trong nhà. Đây là dùng ánh sáng đèn. Đèn này là đèn huỳnh quang màu trắng. Đó, các bạn có thể thấy là cái đèn mà mình hay, cái đèn con thỏ mà ngồi bàn học đó mình hay có để phía trên. Đó, đây cũng là Marble Blue Rim. Cá thì size chung, đó, size chung size khoảng chừng 3 cm nha các bạn. Các bạn về thì mình có thể dưỡng, mình sẽ lựa cá mái, các bạn nào cần cá mái thì mình có thể quay cá mái cho các bạn. Đó, cá thì các bạn về dưỡng 1 2 tuần là mình có thể sinh sản. Đó, đa số sẽ là 100k nha các bạn. Đó. Nói chung thì mình sẽ lên tiếp những cái cá này còn thì mình sẽ lên tiếp và sau đó sẽ đợi cái dòng cá koi của mình Nemo nó full màu ấy các bạn ơi. Tại vì dòng cá koi thì các bạn biết thì thời gian form nó cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nó không như là những cái dòng fancy. Fancy thì các bạn có thể chơi nó khoảng từ 3 tháng là ok. Đó, 3 tháng, 3 tháng rưỡi trở lên là thấy nó đẹp rồi. Nếu mà nó bung hết cái form ra. Đó, còn những cái dòng koi thì các bạn có thể lâu hơn, 4 tháng, thậm chí có thể là 5 tháng đối với những cái dòng mà koi Galaxy. Rồi S17 cũng là Marble Blue Rim. Marble thì nó cũng là Fancy, Fancy Marble nha các bạn. Nó cái thời gian chơi của nó cũng giống như là Red Fancy hay là Yellow Fancy hay là Fancy Cooper nha các bạn. Nó cũng không mất nhiều thời gian quá. Rồi S18 150k. Ừ,
Nói chung thì mình làm bổ đốm ấy, nên là cái viền nó cũng kiểu như lúng đốm ấy các bạn, chứ nó không kiểu như là viền full như là những cái con blue rim. Đó, tuy nhiên thì các bạn làm cá đốm ở trong bầy nó cũng có những cái con mà nó ra blue rim, nó cũng ra viền đầy đủ. Đó thì đợt sau thì mình sẽ quay những cái con đó ở trên H2O beta nha. Mình sẽ lựa những cái con full viền, đó, viền đều. Rồi S19 con này thì nó bị lỗi cái form đó, nhưng mà nó lại có cái bộ gen lột rất là tốt, nên bạn nào có thích cải thiện thì mình có thể lấy về nha. Form thì cái này cái đầu nó bị lỗi đó, đầu này nó không có cong mà nó thẳng đừ như là cái hình viên đạn đây đó các bạn đó. Con này thì nó bị lỗi đầu, nhưng mà các bạn thấy thì nó lột theo, tại vì con này mình cũng tính là mình bỏ đó, mình dạt mình sang bán sỉ đó, nhưng mà thôi mình muốn quay đây cho các bạn xem, con này lột khá là tốt. Ok, hôm nay thì mình số lượng đài Đồng Tháp là 71 nha. Mình xin chúc mừng bạn Tâm Trần, nhưng mà bạn lưu ý giúp mình nha, là lần sau một số điện thoại thì bạn chỉ bình luận một lần thôi nha. Nói chung một số điện thoại thì các bạn bình luận một lần thôi, để cho các bạn khác còn tham gia nữa đó, để cơ hội còn đến với người khác nữa nha mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia.